Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình và nhất là sức khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, ở trong đất nước Việt Nam thì chúng ta cũng đã nghe nhiều cái vụ cháy và chết người cũng rất là nhiều. Ở thời gian trước ở Sài Gòn đã có một cái vụ cháy mà đến bây giờ cũng làm cho nhiều người còn ám ảnh đến vụ cháy đó, tại vì người chết quá nhiều đi phải không quý vị ha. Còn gần đây thì ở Bình Dương, tại một quán karaoke An Phú đã lấy đi hết 33 người. Khách hàng cũng có và nhân viên trong đó cũng có nhiều người mới làm có 2 ngày trong đó và đã bị tai nạn bảo quản đó, cướp mất đi mạng sống của họ. Cái vấn đề là nhìn chung á, là những cái vụ cháy xảy ra rồi khi mà công an hay là sở cứu hỏa ta điều tra thì thấy rõ ràng là quan trọng nhất là cái lối thoát không có, rất ít hoặc là không có, để cho khi mà có bị tai nạn quả quạng xảy ra thì người ta có cái đường để mà chạy. Ở Mỹ này thì khác. Trong một cái phòng mà thí dụ mình nói giống như là đem ca nhạc đi, ít nhất họ có cũng phải là 2-3 cái ở phía sau rộng lớn để emergency, những trường hợp mà nguy hiểm cấp cứu là họ chạy ra đường đó liền hoặc là họ chạy ra trước. Rất là nhiều ngõ và chung quanh thì họ để nhiều cái bình chữa lửa lắm và điện của họ cũng xài cũng rất là an toàn. Không phải là mình nói không có xảy ra chập điện nghe, cũng có, nhưng mà rất là hiếm khi lắm quý vị ơi, rất là hiếm khi. Dây điện họ chạy chằng chịt vậy chứ, mỗi khi mà có concert, có event, có đêm ban nhạc vậy, mình cũng nhiều khi mình có tổ chức, mình thấy nhiều khi mấy anh làm lighting, ánh sáng, đèn, sân khấu, loa chạy dây điện, nhưng mà ít có bao giờ xảy ra vụ việc này, vụ việc kia. Với lại hơn nữa là xài điện là 110 hả? Ở Việt Nam phải 220 phải không? Hình như vậy á. Với lại bảo hiểm rất là cao khi mà có chuyện xảy ra như vậy và chết người đó quý vị. Là bảo hiểm gánh một con số rất là nặng, rất là kinh khủng để trả cho những nạn nhân đã ra đi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về vấn đề karaoke ở Việt Nam tại quán karaoke An Phú. Sau mấy ngày có trôi qua rồi, nhưng nỗi ám ảnh và cái nỗi đau thương đó nó vẫn dằn dặt, nó vẫn xé nát con tim của những người mà thân, khi mà gia đình người ta đã mất đi đứa con, mất đi đứa cháu, anh chị hoặc là cha mẹ của người ta làm việc hoặc hay là đã đến đó chơi. Vâng, kính thưa quý vị, báo Thanh Niên ở Việt Nam có viết rằng là Bình Dương khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú. Tối ngày 16 tháng 9, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú là Lê Anh Xuân, 42 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy. Được biết, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú, đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn. Trước đó, sau 2 ngày xảy ra vụ án cháy quán karaoke An Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, làm 32 người chết, tổng cộng 33 người chết mới đúng chứ mình nhớ không lầm, tại vì có một người khi mà đến bệnh viện thì không qua khỏi. Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra. Theo điều tra ban đầu, vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào lúc 20 giờ vào ngày 20 giờ 15 vào ngày 6 tháng 9 chứ. Đám cháy xuất phát từ tầng 2 của quán này. Sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt trong khoảng 5 phút để triển khai công tác cứu hộ và chữa cháy, đồng thời cứu được 12 người bị mắc kẹt trên tầng 3 của quán karaoke. Nguyên nhân ban đầu
của vụ cháy được xác định do chập điện. Có cái vấn đề này không phải là mình muốn bôi móc hay là mình muốn nói vấn đề gì nghe, nhưng mà cái này nó hơi không có đơ, mình làm cho mình hơi hoài nghi nha. Ở Mỹ này cháy chưa chắc gì tới được 5 phút đâu nha các bạn, mình nói thật sự luôn á. Còn ở Việt Nam kẹt xe rất là thường, còn ở Mỹ này thì con đường nó rộng rãi lắm. Tuy rằng nó cũng có nhiều cái trạm mà phòng cháy chữa cháy, nhưng mà có mặt 5 phút thì rất hiếm nha. Còn ở đây thì ghi nhận là lực lượng đã tới đó có mặt trong vòng chỉ có 5 phút thôi để triển khai công tác, nhưng mà tới ba mấy người mất. Sự việc này thì mình cảm thấy nó không đúng. Người viết này nó không có hơi làm cho mình bị hoài nghi một phần nào. Còn đối với các bạn thì sao? Hoài nghi cái mức độ chính xác đó. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về vụ cháy của một quán karaoke ở Bình Dương. Đó là quán karaoke An Phú mà đã lấy đi rất là nhiều sinh mạng ở đó. Cho nên cuối tuần muốn đi đâu chơi thì chúng ta cũng nên đắn đo suy nghĩ có nên đi ra ngoài karaoke. Thì dĩ nhiên là chuyện đó không phải là lúc nào cũng xảy ra hết, mà đi mấy quán nhỏ nhỏ thôi, gần nhà vui vẻ chút xíu, một tiếng hồ được về quý vị ha. Karaoke đơn thuần đó nha, hay hoặc là ở nhà hát chung với lại gia đình là cũng được rồi. Cũng giống như Cali Sài Gòn, thường thường mở tivi lên rồi hát chung với gia đình, hoặc là hát nghêu ngao mình cho vui là được rồi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau.